Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 5 tháng 10, phía Tây Bắc Bộ có mây ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất là 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Tây Nguyên có mây ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2 đến cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Nam Bộ có mây ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2 đến cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Hà Nội có mây ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ.